Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cái câu chuyện của những vị Việt Kiều mà sau khi đi qua Mỹ, thực sự thì cái thời gian gọi là ám ảnh nhất cuộc đời họ nha quý vị. Và có lẽ sau khi nghe xong cái câu chuyện này xong, rất là nhiều người quý cô bác anh chị cũng sẽ đồng cảm. Bởi vì có thể có những người cũng đã thực hiện những cái điều này. Rồi, nói chung điều này là điều gì thì mình sẽ chia sẻ ngay sau đây của những vị Việt Kiều để cho quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi nha quý vị. Trong một lần đi du lịch nước Mỹ, tôi thấy rất là thích và muốn ở nơi này. Nghe gợi ý từ bạn bè rằng nếu không thích thì đừng có về, tìm cách ở lại đây thôi. Tôi đã suy nghĩ đến chuyện kết hôn giả. Đó là một vài lý do của những người chọn Mỹ làm quê hương theo con đường kết hôn giả. Vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi đường dây lừa đảo hôn nhân vừa bị phá vỡ ở Houston, Texas, kéo theo hàng chục nghìn người vướng vào vòng lao lý. Trong đó, những người chịu trả lời phỏng vấn của phóng viên, có người đã tuyên thệ trở thành công dân Mỹ từ nhiều năm trước. Có người vừa xong một năm, có người đang chuẩn bị phỏng vấn để lấy thẻ xanh 10 năm. Do sự tế nhị của vấn đề này nên tên tuổi cũng đã được thay đổi. Lý do phải lựa chọn con đường kết hôn giả. Nói tôi không thích thì không phải. Nhưng cô Diễm Lệ 40 tuổi hiện ở Virginia bắt đầu câu chuyện. Lệ là một viên chức ở Sài Gòn. Thực sự tiền tôi kiếm được từ công việc của mình không ít. Vì độc thân nên mỗi năm chuyện để dành ra khoảng 5.000 đô để đi du lịch với tôi là điều không khó. Mà tôi thì lại rất thích đi du lịch. Nhưng thật sự tôi không thích sự gò bó ở Việt Nam. Nên khi đi du lịch qua Mỹ đã nhiều lần, cho đến một lần khi ngồi nói chuyện với bạn bè, biết tôi không thích Việt Nam, mọi người khuyên tôi lên ở lại Mỹ và họ sẽ tìm cách giúp đỡ. Người chịu trách nhiệm đứng ra giúp Lệ đóng vai chú rể là một người đã ly dị từ lâu, có công ăn việc làm ổn định. Trở về Sài Gòn, Lệ suy nghĩ về lời gợi ý tình cờ này và cô bắt đầu email trò chuyện với người chồng sẽ là chồng hờ của mình trong tương lai. Để rồi một năm sau đó, cô trở qua Mỹ, cũng bằng visa du lịch, nhưng đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho việc ở lại nơi này để lấy chồng. Khác với trường hợp của Lê Diễm Lệ, cô Jenny Nguyễn, 45 tuổi, hiện ở Dallas, Texas, đến Mỹ cách đây hơn 10 năm, trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Lúc đó, vợ chồng tôi đang có sự bất hòa lớn, tinh thần tôi rất suy sụp. Dì tôi có cơ sở may gia công cho một nhãn hàng của Mỹ đã làm giấy tờ cho tôi đi Mỹ một chuyến với mục đích giúp tôi có thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Xem xét nên có tiếp tục hay là chấm dứt. Tuy nhiên, sự xa cách đó không ngờ lại khiến tình cảm vợ chồng cô trở nên tệ hại hơn. Sau 3 tháng ở California, với một tinh thần kiệt quệ, Jenny được người quen giới thiệu cô đến giúp việc chăm sóc cho một bà cụ. Không tốn tiền ăn ở, được gia đình bà cụ thương yêu và trả cho một khoản lương khá hậu hĩnh, Jenny không nghĩ đến chuyện trở về Việt Nam. Nhưng cô cũng không muốn suốt ngày chôn chân trong nhà với một người già đau yếu. Thế là sau hơn một năm, cô xin nghỉ việc, dọn ra ngoài, bắt đầu tìm đường sống bằng cách xin việc làm ở các quán ăn của người Việt Nam. Đi ra ngoài buôn bán, giao tiếp, tinh thần tôi đỡ hơn, khuây khỏa hơn. Nhưng cũng từ đó tôi thấp thỏm hơn với nỗi lo một lúc nào đó bị bắt trục xuất về Việt Nam. Vì visa hết hạn, passport Việt Nam cũng hết hạn. Tôi không thể nào quên lần đầu tiên cảnh sát di trú đến kiểm tra tiệm. Tôi may mắn chạy được ra ngoài trốn. Nhưng mà
cả người cứ run bần bật. Tôi vừa khóc vừa sợ, thấy con đường phía trước mịt mù quá, Jenny kể lại. Từ khoảng khách những lần chạy trốn đó, Jenny bắt đầu nghĩ đến chuyện kiếm người kết hôn giả. Khi để giành được hơn 25.000 đô sau mấy năm ở bên Mỹ. Ở thời điểm đó, giá để làm chuyện này là từ 25.000 đô đến 30.000 đô, Jenny cho biết. Qua sự giới thiệu của một người bạn thân, Jenny làm quen với một người đàn ông có quốc tịch Mỹ ở Dallas, cũng ly dị vợ. Tuy nhiên, như lời Jenny, người đàn ông đó nói nếu tìm hiểu thấy thích hợp thì sẽ cưới thật, còn không hợp thì cũng sẽ làm giấy tờ giúp tôi không lấy tiền, vì tình nghĩa bạn bè với người bạn của tôi. Với Vivian Trần, cũng đang ở Texas, thì lý do của cô tìm người kết hôn giả là vì lý do tài chính. Ai cũng nói những người đi du học đều là gia đình có giàu có, con ông cháu cha. Nhưng thực sự gia đình em không giàu. Nhưng vì muốn em có cơ ngơi, cơ hội thay đổi cuộc sống, rồi từ đó có thể tìm cách giúp đỡ gia đình ở Việt Nam, nên họ hàng tìm cách giúp đỡ cho em đi du học. Với điều kiện, khi đã qua được ở bên này, thì em phải tự xoay sở tiếp. Vivian, cô gái sắp bước vào tuổi 30, kể câu chuyện của mình. Qua được đến Mỹ, thay vì phải đi học, thì Vivian tìm cách đi làm leo. Vì đó là con đường kiếm tiền dễ nhất, nhanh nhất. Cùng lúc đó, cô cũng tìm kiếm người giúp kết hôn giả với sự tính toán. Nếu là du học sinh, đi học, mỗi năm em phải mất gần 50.000 đô. Em không có khả năng đó. Trong khi, nếu có người chịu làm giấy tờ cho em có thể sanh, đi học, thì không tốn kém nhiều tiền. Số tiền làm giấy tờ kết hôn, em có thể đi làm dành dụm trong vài năm là trả xong. Một người đàn ông còn trẻ nhưng cũng có gia đình, công việc ổn định, đã nhận lời giúp Vivian qua sự nhờ vả của một người quen. Những lo lắng phập phồng không yên. Tìm được người giúp, nhưng đoạn đường từ lúc gặp gỡ giữa hai người chưa từng có tình cảm với nhau, nhưng lại đóng vai là tình nhân, là vợ chồng, để nộp giấy tờ bảo lãnh, mở tài khoản chung, đến lúc phải trả lời các câu hỏi lắt léo của nhân viên di trú, để rồi có được giấy phép đi làm, có thẻ xanh 25, thẻ xanh 15 hay thi quốc tịch, là cả một chuỗi thời gian căng thẳng. Không chỉ Jenny, cho Vivi Trần, cho Diễm Lệ, mà cho tất cả những người chồng. Bởi vì như Vivian Trần nói, nếu nói nguy hiểm thì thực sự người chịu nhiều nguy hiểm là người bảo lãnh. Vì nếu chuyện bị bại lộ, bất quá thì em chỉ bị đuổi về Việt Nam, không còn cơ hội sang Mỹ. Trong khi anh kia có thể bị tù, bị ảnh hưởng tương lai. Mà ngay cả em về Việt Nam thì cơ hội đổi đời mà gia đình em trông đợi coi như cũng xong. Đó cũng là nỗi sợ của Diễm Lệ khi chọn cách này ở lại Mỹ, coi như mình cũng đánh ván bài liều. Cũng sợ đủ thứ, sợ bạn bè, họ hàng biết rồi bàn tán, sợ khi phỏng vấn bị từ chối sẽ bị đuổi về Việt Nam, không còn được đi Mỹ, anh kia thì sợ bị đi tù. Diễm Lệ cho rằng, thời gian đầu chưa dọn qua Virginia, tôi ở Florida. Có lúc tôi không dám ra khỏi nhà, vì lúc nào cũng sợ xe bắt người đi lùng liên tục. Tôi cứ sợ ra đường lỡ tai nạn, người ta hỏi đến giấy tờ thì rất là phiền phức. Diễm Lệ kể thêm, do tôi và anh kia đều biết tiếng Anh, nên tụi tôi tự làm giấy tờ, không nhờ qua một văn phòng luật sư nào hết. Thêm nữa là anh đó cũng có công ăn việc làm, cả hai đều là người Lam, đều có chung gốc gác là gia đình làm việc cho chính quyền Sài Gòn trước đây, và tuổi tác cũng xem nhau, nên cũng có nhiều thuận lợi. Nhưng mà khi đi phỏng vấn, họ cũng nghi ngờ khi hỏi tới hỏi lui, tại sao tôi qua đây
chỉ có một tháng thì làm giấy tờ kết hôn. Điều gì khiến tôi bỏ hết mọi thứ ở Việt Nam để sang đây sống với anh này? May là mình đã chuẩn bị kỹ câu trả lời nên cũng qua. Cô chia sẻ. Diễm Lệ cho biết sau khi nộp giấy kết hôn, cô đã được cấp giấy phép đi làm và khoảng năm sau thì cô có thẻ xanh 2 năm. Hiện giờ cô đang chuẩn bị phỏng vấn cho thẻ xanh 10 năm. Với Vivian Trần thì ngoài nỗi sợ bị phát giác, cả hai người còn có nỗi lo đó là mất tiền. Khi làm giấy tờ thì mở tài khoản chung, bao nhiêu tiền em dành dụm phải bỏ vô đó. Lỡ xui rủi anh kia lấy xài hết thì rồi không chịu làm tiếp thì sao? Mà anh kia chắc cũng sợ vì tiền anh cũng nằm trong đó. Lỡ em lấy hết rồi bỏ về Việt Nam thì anh cũng mất. Cô cười và nhớ lại. Riêng Jenny thì lại bị tình cảm dằn vặt giữa thật và giả. Nhưng khổ sở hơn khi cô cho rằng mình phải hứng chịu ánh mắt nghi ngờ của gia đình chồng hờ. Sợ khi làm giấy tờ xong thì cô sẽ dở quẻ đòi chia chác tiền bạc, nhà cửa. Nhưng không còn con đường nào khác, lỡ phóng lao thì phải theo lao. Tôi cứ tự nhủ, ráng nhịn, nhục, chờ có giấy tờ xong thì sẽ ra đi. Cô nhớ lại. Được và mất. Hiện tại do phải đi học và chỉ làm việc part time nên tiền tôi kiếm được không đáng là gì so với lúc ở Việt Nam. Nhưng đổi lại tôi cảm nhận được không khí tự do mà tôi muốn. Diễm Lệ cho biết. Cô nói thêm, bỏ qua những hồi hộp, lo lắng khi giấy tờ chưa xong, tôi thấy tinh thần mình thoải mái hơn, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi không phải nghe người khác gọi tôi là con đen, con lùn hay chê tôi xấu xí. Trong đời sống thường nhật, tôi không phải lo sợ đồ ăn thức uống bị nhiễm độc, đi mua quần áo, đồ đạc tôi có thể mang trả lại khi không vừa ý. Tôi cảm nhận được câu khách hàng là thượng đế khi đi mua sắm ở bất cứ đâu. Nhưng điều đó tôi không có khi còn ở Việt Nam. Tôi đang chờ phỏng vấn để có thẻ xanh 10 năm. Chưa biết tương lai thế nào. Nhưng cho đến phút này tôi thấy đi Mỹ là một quyết định đúng. Ở lại Mỹ là một quyết định chính xác. Dĩ nhiên ai cũng muốn chọn con đường hợp pháp khi làm bất cứ điều gì. Nhưng tôi không có được cơ may đó, đành phải chọn con đường nhiều rủi ro. Diễm Lệ giải bày. Vivian Trần thì đã trở thành công dân Hoa Kỳ và cũng đã tốt nghiệp đại học như mong muốn từ hơn một năm qua. Em đã dọn ra ở riêng, đã có việc làm, có thể gửi tiền về giúp đỡ ba má em. Tiền để lo cho việc này em cũng đã trả xong. Em cũng phải cảm ơn anh ấy đã giúp em có được cơ hội này. Tụi em chưa làm hồ sơ ly dị vì chưa ai thấy cần lên để thêm một thời gian nữa cho an toàn. Vivian cho biết. Jenny thì đã ổn định cuộc sống ở Đà Lạt sau bao sóng gió. Có con cùng người làm giấy tờ cho cô. Giờ thực sự là chồng cô. Nhớ lúc có được bằng quốc tịch, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi hiểu những ngày trốn chui, trốn đuổi của tôi không còn nữa. Tôi không còn sợ hãi khi có những người quen biết vì lý do này, lý do khác đe dọa tôi, tố cáo tôi, sống bất hợp pháp. Tôi nghĩ con tôi sẽ hạnh phúc hơn tôi khi được sinh ra và lớn lên ở đây. Nó sẽ không bao giờ có thể hiểu được cái giá mà mẹ nó phải trả cho sự đời của nó ở đây là như thế nào. Mà tôi thì cũng không bao giờ muốn nói cho nó biết điều đó. Jenny nói, miệng cười kèm nước mắt. Quý cô bác anh chị cũng vừa được nghe xong những cái tâm sự của những cô gái mà mong muốn qua Mỹ định cư và làm bất chấp mọi việc nhé. Và cụ thể ở đây đó là việc kết hôn giả. Bởi vì thực sự thì quý vị cũng biết nếu như bị phát hiện thì chắc chắn là người ta sẽ trục xuất vĩnh viễn trở về Việt Nam và không còn cơ hội để có thể quay trở lại Mỹ nữa. Nên đôi khi người ta phải bất chấp là mọi việc với cái
mục đích mà người ta mong muốn tới nha quý vị. Nói chung là cái vấn đề này thì có lẽ quý cô bác anh chị cũng biết rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cái vấn đề này trong video ngày hôm nay để cho rất là nhiều người có thể hiểu được là muốn qua bên đó thì phải trải qua rất là nhiều các cái đắng cay tủi nhục nha quý vị. Có những người thành công thì không nói làm gì, nhưng có những người mà thất bại thì chắc chắn sẽ gặp phải những cái hậu quả mà rất là đáng tiếc nha quý vị. Chắc hẳn quý vị, anh chị và các bạn thì cũng đã biết giấc mơ Mỹ thì rất là nhiều người mong muốn được qua Mỹ định cư, đúng không ạ? Có những người thì tìm đủ mọi cách để có thể qua bên Mỹ định cư, rồi có những người thì thực sự là hy sinh tất cả, một mình qua đó tất cả, rồi sau đó bảo lãnh gia đình người thân qua bên Mỹ, và nói chung là họ tìm đủ mọi cách để thực hiện cái giấc mơ Mỹ. Vậy thì những cái người đó là như vậy, còn những người xung quanh họ thì sao? Và trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một câu chuyện hoàn toàn khác nha quý vị. Và khi nghe xong câu chuyện này, quý vị, anh chị và các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Và cái nội dung câu chuyện, ngay đến cái tiêu đề của cái câu chuyện này thì đã làm cho người ta cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu xem nó như thế nào nha quý vị. Và tiêu đề của câu chuyện như sau: tôi ân hận lớn nhất cả đời của tôi đó là cho con tôi đi du học Mỹ. Quý vị thấy nghe cái tiêu đề nó đã thấy tò mò chưa ạ? Để mình chia sẻ câu chuyện cho quý cô bác anh chị hiểu tại sao lại như vậy nha quý vị. Ông Hải là một bác sĩ đầu ngành ở Sài Gòn, là bác sĩ ngoại khoa và từng đi du học ở nước ngoài. Ông Hải nghĩ sẽ cho con mình một môi trường giáo dục tốt nhất. Vợ ông, một người làm cùng ngành của ông nhưng làm ở mảng tư nhân nên cũng có điều kiện. Ông bà hiểu những gì họ nhận được nếu như cho con học ở Việt Nam. Chương trình học, cách giáo dục sẽ khiến cho con họ thui chột. Hai vợ chồng ông bà Hải bàn nhau cho con đi du học sớm. Từ cấp 2, hai con trai của ông đã được bố mẹ cho mẹ về tài chính, không phải lo nghĩ gì ngoài việc học. Ông Hải không than vãn gì về việc học hành của con. Tuy nhiên, ông cảm thấy mình đã dần mất con. Ở cái tuổi 60 khi đã về hưu, ông sống một mình trong cô đơn. Ai hỏi vì sao, ông chỉ biết ngậm ngùi. Vợ ông muốn sống cùng các con và bà đã sang Mỹ, còn ông thì vẫn muốn ở lại Việt Nam và lủi thủi một mình. Ông Hải tâm sự: về những năm tháng, các con dần xa bố mẹ. Thời gian đầu, các cháu nói chuyện với bố mẹ rất nhiều, rồi thưa dần, thưa dần. Sống ở nước ngoài quá lâu, các cháu quay lại chê quê hương. Mỗi lần về nước, cháu rất ngại về thăm quê, thăm người thân, họ hàng, bởi các cháu chê những phong tục tập quán ở quê rườm rà. Có lần về quê viếng đám ma, nhân dịp các con về nghỉ hè, ông Hải phải nói mãi con mới chịu về. Nhưng khi về tới nơi, các cháu cho rằng đám ma quá hủ tục nọ kia. Ông đành muối mặt với họ hàng ở quê. Mọi người thân thiết ở quê cũng dần xa cách với các cháu vì ai cũng sợ cái mác Tây học của chúng. Ông Hải kể, về Việt Nam chỉ bữa cơm gia đình, ông đã cảm thấy thực sự mất con. Chúng đòi ăn mỗi đứa một bát nước chấm. Bất cứ thứ gì chúng cũng chê bẩn và lo sợ bệnh tật. Chỉ đơn giản là bát nước chấm, ông Hải cho rằng mọi người chấm chung là văn hóa của người Việt Nam. Nhưng với con ông thì không, đó là sự bẩn thỉu, truyền bệnh tật. Mỗi lần ra đường, con ông về nhà lại than thở: sao người Việt lại thế này, người Việt lại thế kia. Ông chỉ còn biết nói đó là cách sống, là văn hóa, con phải quen, nhưng tất cả đều vô nghĩa khi các con vẫn sợ chính quê hương của mình. Những khác biệt văn hóa khi chúng sống ở nước ngoài quá lâu, ông Hải hiểu vì lúc trước khi ông đi du học, ông cũng thấy điều đó. Nhưng về nước, ông hòa nhập nhanh, còn các con ông, chúng không muốn về nước.
Bằng mọi cách, hai con ông cố ở lại nước ngoài. Ông động viên, nhưng con ông không về vì chúng không thích cách sống của người Việt. Những kỳ nghỉ hè dần thưa. Nếu trước đây mỗi năm con về nước một lần, thì thời gian ngắt quãng, 2 năm, 3 năm mới về. Gần đây, con ông tuyên bố sẽ tìm mọi cách để có thẻ xanh để được ở lại Mỹ. Con trai lớn của ông đã lập gia đình với người con gái Mỹ gốc Việt và 4 năm chưa về quê. Nhớ con, vợ ông Hải về hưu cũng sang Mỹ ở với con. Mỗi năm, ông qua thăm con cháu một lần, còn lại ông ở nhà một mình. Để giết thời gian, ông đi làm thêm tại các bệnh viện tư để kiếm tiền. Mỗi lần ai nói về du học hay hỏi về tình hình các con, ông Hải lại thở dài. Lỗi ân hận lớn nhất của tôi là cho con đi du học sớm, để rồi mất con. Quý cô bác anh chị vừa được nghe xong một cái trải lòng của một bác lớn tuổi sau khi cho con mình đi du học ở Mỹ. Và bây giờ thực sự khi mà những đứa con của bác này đã sống quen với cuộc sống ở Mỹ rồi thì bây giờ không muốn về Việt Nam nữa nha quý vị. Và nói chung là họ đã quên những cái văn hóa sống của Việt Nam rồi, nên là bây giờ gặp cái gì họ cũng chê bai, làm cho cái bác này cũng cảm thấy khá là buồn nha quý vị. Thì không biết là quý cô bác anh chị cũng đã từng rơi vào cái trường hợp này hay chưa. Bởi vì thực sự là bây giờ rất là nhiều người Việt Nam có điều kiện muốn cho con cái phát triển về con đường học vấn, thì họ lựa chọn cái vấn đề là cho con cái đi du học từ sớm nha quý vị. Và những người như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ gặp phải những cái trường hợp gọi là tương tự như thế này, đúng không ạ? Bởi vì khi mà đi du học từ sớm thì những đứa trẻ đó nó sẽ tiếp thu với văn hóa nước ngoài rất là nhanh. Và nếu như mình không thường xuyên ở Việt Nam thì chắc chắn những cái văn hóa ở Việt Nam nó sẽ mai một dần đi. Và khi mà nó trở về Việt Nam nó sẽ cảm thấy lạ lẫm với những cái điều mà nó không được tiếp xúc hàng ngày như quý vị. Và thực sự thì nói chung là mỗi nhà một hoàn cảnh khác nhau thôi. Đây chỉ là một cái ý kiến của một bác lớn tuổi, bác ấy chia sẻ lại thì mình chia sẻ cho quý cô bác anh chị. Chứ thực ra thì có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những người thì họ chỉ mong muốn con cái của mình đi nước ngoài học hành tử tế, sau đó ở nước ngoài, rồi có thể định cư bên đó, rồi đón cả gia đình người thân bên đó sang, nói chung là đoàn tụ với nhau. Còn lại thì với cái bác lớn tuổi này thì bác lại không nghĩ là như vậy. Bởi vì quý vị cũng biết rồi, khi mà người ta về già thì người ta muốn quây quần cùng con cái, nhưng mà cuộc sống nó phải thoải mái. Chứ còn rất là nhiều người ở bên Mỹ mà đến cái tuổi nghỉ hưu rồi thực sự là cảm thấy rất là buồn chán. Nếu như còn trẻ thì họ có công việc để có thể làm và giết thời gian được. Nhưng khi về hưu thì họ chỉ ở nhà đối diện với bốn bức tường và gần như là không biết làm một cái việc gì cả. Quá nhiều thời gian. Có những vị Việt Kiều, ví dụ như là những anh Việt Kiều lớn tuổi chẳng hạn, thì rảnh rỗi sinh lông nổi về Việt Nam tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp rồi chơi bời hoa lá vân vân. Còn đối với rất là nhiều người lớn tuổi mà ở Việt Nam qua bên đó không thích nghi được với cuộc sống bên đó thì họ cũng chỉ qua đó thăm con cháu một thời gian, sau đó là chán quá thì bắt buộc lại phải bỏ về Việt Nam nha quý vị. Những cái trường hợp như vậy thì mình chia sẻ cho quý cô bác anh chị khá là nhiều rồi. Nếu như quý vị muốn tìm hiểu, quý vị có thể tìm kiếm lại những cái video đấy thì quý vị sẽ hiểu là cảm giác cô đơn nó là như thế nào. Sang bên đó sống mà con cái rồi cháu đi học, đi làm cả ngày. Đến tối về thì ở bên Mỹ thì nó gọi là cái văn hóa cá nhân là nhiều. Mỗi người một phòng, về nhà phòng nào về phòng đó đóng cửa. Rồi những người ở nhà thì muốn gặp con cái để nói chuyện thì cuối cùng thì nó lại không thích nói chuyện. Mà không phải là giống như ở Việt Nam chẳng hạn. Cha mẹ các thứ có thể tức giận thì có thể quát mắng hoặc là đánh con một hai cái chẳng hạn. Thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà đối với ở nước ngoài chẳng hạn, nó gọi là động chạm chân tay một tí là nó có thể kiện mình ra tòa. Rồi nói chung là có thể
gặp phải vấn đề pháp luật nha quý vị. Thì nói chung mỗi nơi nó có một cái quy định rồi một cái luật pháp khác nhau. Nhưng mà quan trọng bây giờ thì trong cái video ngày hôm nay thì chia sẻ cho quý cô bác anh chị về cái vấn đề mà một bác lớn tuổi có tâm sự lại. Thì không biết là quý cô bác anh chị sau khi nghe xong được cái tâm sự này, quý vị nghĩ như thế nào? Thì quý vị có thể comment bên dưới video, hoặc quý vị có những cái câu chuyện tương tự rồi có những câu chuyện riêng của bản thân thì quý vị có thể liên hệ với mình qua số Zalo Viber mình để ở phần bên dưới video này. Thì video hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Chúc quý cô bác anh chị gặp thật nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào.